Tại Trung Quốc, các tập đoàn đa quốc gia thường rất cần đến các công ty điều tra, khảo sát thị trường và xúc tiến kinh doanh. Những công ty này không chỉ tìm kiếm các đối tác tiềm năng mà còn giúp cho các tập đoàn đa quốc gia tránh các vụ bê bối liên quan đến luật pháp như tham nhũng và hối lộ. Thế nhưng không hề dễ dàng để tìm kiếm một công ty đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Vụ bê bối của công ty dược phẩm Anh GlaxoSmithKline GSK tại Trung Quốc là một bài học đối với các tập đoàn đa quốc gia. Bài học đó chính là cần phải thận trọng khi kinh doanh tại Trung Quốc, một thị trường mới nổi với luật pháp còn nhiều kẽ hở và tình trạng tham nhũng còn cao. GSK đã thuê công ty khảo sát và điều tra thị trường ChinaWise để kiểm tra hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc. Thế nhưng, kết quả là GSK vẫn dính líu đến hàng loạt những bê bối luật pháp liên quan đến việc thao túng giá thuốc và hối lộ các quan chức chính phủ của ChinaWise, không thể đưa ra lý giải vì sao khách hàng GSK của họ lại gặp rắc rối này. Nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia đối với dịch vụ xúc tiến kinh doanh và giám sát doanh nghiệp tại Trung Quốc rất lớn. Những doanh nghiệp trong ngành dịch vụ này có đủ thượng vàng hạ cám, từ những tập đoàn kiểm toán quốc tế đến những hãng luật nhỏ. Sau vụ của GSK và nhiều vụ việc khác trước đó, các tập đoàn quốc tế càng khó an tâm giao phó mọi chuyện cho những công ty xúc tiến đầu tư. Và phải chăng các chính phủ cũng ngày càng khó khăn hơn với những công ty xúc tiến kinh doanh này? Trong một khoảng thời gian dài, rất nhiều công ty môi giới và xúc tiến đầu tư hô mưa gọi gió và có quan hệ gần gũi với nhiều lãnh đạo trong chính phủ Trung Quốc. Cho dù luật Trung Quốc quy định rất rõ ràng về sự tương tác của khu vực tư nhân và các cơ quan chính phủ, thế nhưng nhiều công ty môi giới đã coi thường điều này trong một thời gian rất dài. Vậy phải chăng chính phủ Trung Quốc đang đưa ra những dấu hiệu cảnh báo đối với các công ty này? Tôi không biết chính phủ Trung Quốc có thể làm như thế không, nhưng chính phủ nước này đã bắt đầu thi hành những điều luật mà các công ty xúc tiến kinh doanh điều tra thị trường cố tình lờ đi trong thời gian qua. Với tư cách là lãnh đạo của một công ty xúc tiến đầu tư, ông có thể cho biết về cách thức lựa chọn khách hàng và phục vụ một số khách hàng có những yêu cầu không thể đáp ứng một cách hợp pháp. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp ở Trung Quốc. Nếu có một khách hàng dù mới hay là lâu năm đến đâu, yêu cầu chúng tôi nhận một dự án có thể dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp thì chúng tôi sẽ từ chối ngay. Vậy với tư cách là một công ty đa quốc gia, làm cách nào để ông lựa chọn một công ty xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc? Trước khi thuê một công ty làm trung gian xúc tiến kinh doanh, các công ty nước ngoài cần phải tìm hiểu các khách hàng của công ty đó, vì thoạt nhìn thì công ty nào cũng giống nhau mà thôi, nhưng quan trọng là họ có thể giúp đỡ khách hàng phát triển kinh doanh mà không vi phạm pháp luật. Vậy những công ty đã từng làm ăn mập mờ có thể dễ dàng thay đổi sang cách kinh doanh chân chính không? Một khi đã nhúng chàm thì các công ty trung gian này có thể bị truy tố bất kỳ lúc nào. Chính phủ Trung Quốc có thể truy lại quá khứ và điều tra các công ty này.